anh rể. Anh không thích sự kích thích à? Sao thế anh rể? Không chịu nổi nữa sao? Khuôn mặt này thật đẹp trai, chẳng trách chị lại thích thế. Đừng chạm vào tôi. Không nhịn được nữa à? Như thế chưa đủ kích thích. Như vậy mới kích thích. Tôi thích kiểu này hơn. Được, tùy anh. Đúng rồi, tôi có một thứ mới. Cô có muốn thử không? Không ngờ Kim thiếu gia cũng biết chơi thật đấy. Thứ đó tôi và chị cô dùng qua rồi. Cô ở đây ngoan ngoãn đợi tôi. Được, em đợi anh. Thiếu gia, anh sao vậy? Thôi tỉnh hương, không thể ra ngoài lâu được. Cậu đi ứng phó giúp tôi. Tôi ở đây còn có thể tìm ai khác sao? Nhưng mà tôi đã bịt mắt cô ta lại rồi. Cậu đừng tháo xuống là được. Đi. Quay lại rồi à, anh rể? Vội vã thế à? Tiền Tâm Nhi, tôi đã có được người đàn ông của chị, xem chị còn lấy gì đấu với tôi. Sao lại là anh? Cô hay thật đấy. Tối qua cùng nhau mây mưa như thế. Sao vậy? Vẫn còn sức là Kim Quốc Trung đâu? Đêm qua là tôi đấy. Sao nào? Tiền tiểu thư, cô không muốn thừa nhận sao? Làm sao có thể? Rõ ràng cô ở đây ngoan ngoãn đợi tôi. Được, em đợi anh. Thì ra là lúc đó. Tiền tiểu thư, cô đúng là ngu ngốc. Anh câm đi. Anh chỉ là thư ký, dựa vào đâu mà trèo lên giường tôi? Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Cô muốn quật lại Tiền Tâm Nhi, tại sao phải tốn nhiều thời gian như vậy chứ? Nói vậy là anh có cách sao? Tất nhiên rồi. Chuyện nhỏ. Một thư ký mà sao hoành hoang thế? Mặc dù Tiền Tâm Nhi là chủ tịch tập đoàn Tiền Thị, nhưng cô ta chỉ cần mất một thứ. Với lại dựa vào 30% cổ phần của cô, đến lúc đó tập đoàn Tiền Thị không phải là nằm gọn trong tay cô sao? Mất cái gì chứ? Đương nhiên là sự hợp tác với Kim Thị chúng tôi. Cái gì? Cô thử tưởng tượng đi. Đó là một đơn hàng mấy chục tỷ. Nếu dự án này xảy ra vấn đề, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ mắc nợ hơn chục tỷ. Cô đoán xem những lão hồ ly của tập đoàn Tiền Thị đứng về phía cô hay là đứng về phía cô ta? Vậy đương nhiên là đứng về phía tôi rồi. Có điều, sao lại muốn giúp tôi? Bởi vì tôi cũng là Kim Thiếu Gia, là con trai của Kim Đại Thắng. Cái gì? Sao? Cô không tin à? Chỉ nói xuông như thế, anh lấy gì chứng minh? Cô xem đi, đây là giấy xét nghiệm quan hệ cha con của tôi và Kim Đại Thắng. Không ngờ anh là con riêng của Kim Tổng. Ghét ghê. Sao anh không nói cho người ta biết sớm? Hại người ta lo lắng. Anh hiện giờ vẫn chưa thể nhận lại Kim Đại Thắng. Anh muốn đợi cho mọi chuyện lắng xuống. Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền rồi. Chỉ cần em hạ bệ Tiền Tâm Nhi xuống, còn anh hạ gục Kim Quốc Trung, vậy Kim gia và Tiền gia đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi. Vẫn là em hiểu lòng anh. Anh yên tâm, miễn là mục tiêu của chúng ta giống nhau, em nhất định sẽ khiến chúng ta thu được quả ngọt.
Quốc Trung, anh về rồi hả? Anh bị sao thế? Sợ diễn không tốt sao? Tiền Tâm Nhi, cô rốt cuộc có trái tim không vậy? Trái tim? Tất nhiên là tôi có. Rốt cuộc anh bị gì vậy? Rõ ràng cô biết mà. Tôi biết cái gì chứ? Bỏ đi. Cô là một kẻ ngốc không có cảm xúc. Tại sao anh lại vô cớ mắng tôi chứ? Cô biết không? Chương trình này tôi cũng muốn mời cô tham gia cùng tôi. Anh mời tôi, nhưng mà Sở Thanh Tùng đã mời tôi trước rồi. Cô còn dám nhắc tới cậu ta? Không phải là anh nhắc sao? Hơn nữa, không phải chương trình này anh cũng đi sao? Với cả, anh mời và cậu ấy mời có gì khác nhau chứ? Tôi không cho phép cô thân mật với người đàn ông khác. Tôi thân mật cái gì chứ? Chỉ là quay phim thôi mà. Diễn cũng không được. Kim Quốc Trung, anh điên cái gì vậy? Không phải trong chương trình anh cũng thân mật với người con gái khác sao? Sao tôi lại không được? Cô không được. Anh đang không nói lý lẽ. Tôi nói rồi, không được là không được. Không đến lượt anh xen vào. Hôm nay tôi cứ phải xen vào đấy. Kim Quốc Trung, anh điên rồi. Kim Quốc Trung à, Kim Quốc Trung, tại sao mỗi lần gặp cô ấy mày đều không thể kiểm soát bản thân vậy? Thợ trang điểm, dặm lại đi. Kim Quốc Trung, anh có lo lắng không? Chị ơi, chị không cần căng thẳng, cứ nói chuyện như bình thường là được. Theo đúng kịch bản là được. Đúng rồi, hai người đều có kịch bản, cứ đọc theo là được. Không cần phải đầu tư cảm xúc đâu. Kim Quốc Trung, nữ khách mời của anh đâu? Tôi không cần nữ khách mời. Chương trình chỉ là cho chúng ta. Đặc quyền này chứ đâu có bắt buộc yêu cầu tôi phải có. Đây là chương trình tình yêu. Chương trình tình yêu thì sao? Tôi không thể yêu bản thân mình sao? Thanh Tùng, không cần để ý anh ấy. Cậu xem giúp tôi, cảnh này tôi nên diễn thế nào? Cảnh này chúng ta đang ở trong bếp. Đến lúc đó chị giúp em buộc lại tạp dề, lòng mồ hôi. Sau đó hai chúng ta nhìn nhau một lát là được rồi. Được. Tất cả bộ phận chuẩn bị, đưa đèn và máy quay đến đây. Được rồi, tốt lắm. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào mọi người, tôi là bạn tốt của các bạn, Sở Thanh Tùng đây. Đây là khách mời nữ của tôi, Tiền Tâm Nhi. Nào Tâm Nhi, giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi. Xin chào mọi người, tôi là Tiền Tâm Nhi. Mọi người có thể gọi tôi là Tâm Nhi. Xin chào mọi người, tôi là Kim Quốc Trung. Rất vui được làm quen với mọi người. Hôm nay, tôi và khách mời nữ của tôi cùng với Quốc Trung sẽ trong căn phòng tình yêu này trải qua các hoạt động trong một ngày. Toàn bộ quá trình sẽ được phát trực tiếp để gặp gỡ mọi người. Được. Cậu thật giỏi. Vậy bây giờ chúng ta vào chủ đề chính nhé. Vào chủ đề chính thôi nào. Đẹp trai thật đấy. Sở Thanh Tùng đỉnh thật. Kim Quốc Trung cũng đẹp trai lắm. Tóc rối rồi. Sở Thanh Tùng càng ngày càng đẹp. Kim Quốc Trung đẹp hơn. Sở Thanh Tùng đẹp hơn. Tôi thấy nhân vật nữ là đẹp nhất. Đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Tâm Nhi, nếm thử tay nghề của tôi đi. Tâm Nhi hẳn là không thích món Tây đâu. Tâm Nhi, thử món cháo này của em đi. Tôi đoán cô ấy thích bánh mì kẹp. Chị ấy thích ăn cháo. Tôi thích cả hai. Tâm Nhi, bật đèn. Bất ngờ không? Em không biết phải tặng gì cho chị. Vậy nên em đã bao toàn bộ cái hồ này tặng chị. Cảm ơn Tâm Nhi. Em có chuyện muốn nói với chị. Trong kịch bản không phải là khúc cuối mới nắm tay tỏ tình sao? Tâm Nhi,
Thực ra em đã thích chị từ rất lâu rồi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chị đã ra tay cứu em. Đối với người vốn tự ti và nhút nhát như em mà nói, chị chính là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Tâm Nhi, em thực sự rất thích chị. Chị có thể đồng ý ở bên em không? Theo kịch bản mà nói, nếu mình đồng ý, liệu có phải là kết thúc không? Được, tôi đồng ý. Anh, cứu mạng, tình huống gì thế này? Kịch tính đến vậy sao? Trời đất ơi, hai người đàn ông, một người ôm, một người hôn, chuyện điên rồ gì thế này? Diễn biến này không ai ngờ mà. Sao anh lại ở đây? Kịch tính quá đi, sao tôi không thể ở đây? Lên top tìm kiếm luôn rồi kìa. Mọi người mau đi hóng đi. Chương trình này kích thích quá đi. Tình địch bắt tay làm hòa sao? Cậu tránh xa tôi ra, vậy tôi buông tay đấy. Tránh ra. Trong kịch bản có cái này sao? Tôi kêu cậu tránh ra chứ không kêu cậu buông tay. Mọi người đều ở đây sao? Tiền VV, sao cô ấy lại đến đây? Xin chào mọi người, em là Tiền VV. Anh muốn em làm một việc thay anh. Ghét thật. Người ta cũng là của anh rồi mà. Có gì thì anh cứ nói đi. Kim Quốc Trung và Tiền Tâm Nhi, bọn họ phải đi tham gia một chương trình về tình yêu. Anh hy vọng em cũng có thể tham gia. Em sao? Anh hy vọng em có thể lấy lòng Kim Quốc Trung, phá hủy hình ảnh của Tiền Tâm Nhi trước mặt công chúng. Được thôi. Chỉ là anh sẽ đành lòng sao? Tất nhiên là không đành lòng rồi. Mong là nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Nào Tâm Nhi, ăn miếng táo đi. Kim Quốc Trung, anh làm gì vậy? Tôi khát, muốn ăn trái cây. Chân của em đau quá. Do anh bất cẩn rồi. Thêm một miếng nữa đi. Quả táo này ngọt quá. Tôi muốn ăn thêm một miếng nữa. Lần này đừng có ai cướp của tôi nữa nha. Quốc Trung, bác sĩ nói ăn nhiều trái cây sẽ giúp chân em lành nhanh hơn đó. Vậy em ăn đi. Quốc Trung, chuyện là em vừa bị té nên tay đau lắm. Hay là anh đút cho em đi. Thanh Tùng, cậu thấy hôm nay tôi trang điểm thế nào? Để anh đút cho em. Tóc của cậu bị rối này, anh đút đây. Thanh Tùng, hình như trong phòng này cứ có cái tiếng gì ấy. Sao mà ồn thế này? Phải đó, ồn quá. Chị ơi, em muốn uống trà. Hay là chị đi pha giúp em một ly đi. Muốn uống trà thì tự đi mà pha. Quốc Trung, chị em ngay cả một ly trà cũng không muốn pha cho em nữa. Em cảm thấy tổn thương quá đi. Để anh pha cho em. Anh sẽ pha cho em nhé. Đâu có được. Em chỉ muốn uống trà do chị em pha thôi. Nếu không phải trà do chị em pha, em uống không quen. Tiền Vivi, cô đừng có quá đáng. Thôi bỏ đi, Thanh Tùng. Được rồi mà. Đừng tức giận vì chuyện này. Chúng ta còn phải quay hình, tốt nhất là đừng gây thêm chuyện. Không phải em muốn uống trà sao? Để chị đi pha cho em nhé. Vậy thì nhờ chị nha. Trà xanh 82 năm tuổi, em uống thử đi. Vậy thì làm phiền chị rồi. Trà này lạnh quá. Quốc Trung, chân em bị thương. Bác sĩ nói không được uống nước lạnh. Ngay cả chuyện nhỏ này, chị cũng không biết. Cô đi đổ ly trà nóng cho em ấy đi. Phải đó, mau lên. Không sao đâu, cô ấy đi đổi cho em ly khác rồi. Cảm ơn chị. Nóng quá đi.
Sao chị lại pha cho em một ly trà nóng như vậy hả? Tôi thấy hay là để tôi đi pha cho cô nha. Không được. Chỉ có chị ấy mới biết tôi muốn uống nước ở nhiệt độ nào thôi. Những người khác pha cho tôi, tôi uống không quen. Bản thân cô là chị, không pha nổi cho em mình một ly trà sao? Được rồi, tôi pha ly khác. Đây, em uống thử xem. Chị vừa pha ly này cho em đấy. Có ổn không? Ly này uống được chứ? Không thì đổi lại. Không được thì đổi ly khác. Đủ rồi đó. Tâm Nhi, chị không sao chứ? Cô không sao chứ? Không sao. Chân của em. Kim Quốc Trung, anh còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy thuốc đi. Sao cậu không đi đi? Chân em đau quá. Có nghe thấy không? Lấy thuốc đi. Cô ta muốn uống trà, để cô ta tự pha đi. Nào lại đây, để chị tiêm thuốc giúp em. Không cần, em muốn Quốc Trung làm cho em. Để chị làm cho, chị có thần dược ở đây rồi. Tiêm một mũi là khỏe liền. Tiêm sao? Không, em không muốn đâu. Em xem có phải đã khỏe rồi không? Em nghỉ ngơi đi. Cho người đưa tin đi. Tiền Tâm Nhi hành hạ em gái, lại còn thêm vụ bắt cá hai tay nữa. Kim Quốc Trung, Tiền Tâm Nhi, tôi sẽ cho hai người biết tay. Đúng rồi em gái, chân của em không sao chứ? Chân còn lại của em hình như đâu có bị gì đâu. Có phải bệnh viện chẩn đoán sai rồi không? Tiền Tâm Nhi, chị là chị của em, sao chị lại nói em như vậy? Chị đã làm gì đâu? Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Được rồi, cắt. Sao đạo diễn lại cắt vậy? Không phải đang phát sóng sao? Đang có một lượng lớn người tẩy chay tràn vào, sẽ không hay cho mọi người. Đổi cái khác đi, đừng phát sóng cái này nữa. Chúng ta thử xem nhé, được không? Cứ thử lần này trước đi, nếu như ổn thì có thể dùng cái này, nếu không được thì tính sau, được không? Nào tập trung, vất vả rồi, mọi người cố lên. Tập trung. Nào mọi người, tôi bắt đầu phát đề đây. Mời nghe đề. Đây là bài gì vậy? Bài gì nhỉ? Nghe quen lắm. Bài gì vậy trời? Bài này quen lắm. Tôi không nghe được. Các bạn cứ yên tâm, bài hát của chúng tôi đưa ra không khó đâu. Tôi chưa bao giờ nghe qua bài hát nào như này cả. Sao mà đoán được? Đúng vậy, đổi bài khác đi. Các bạn cứ kiên nhẫn lắng nghe, chắc chắn sẽ nghe ra được thôi. Được rồi, bài hát đã kết thúc rồi. Mời các bạn mau viết ra đáp án của mình. Tôi thật không biết nên ghi như thế nào nữa. Các vị khoan hãy tức giận nhé. Tôi nghĩ chương trình của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Vậy tiếp tục đi. Đều là tại anh. Bắt đầu lại đi. Anh đừng giận nữa. Chúng ta quay xong là được thôi. Cô đừng động chạm lung tung. Bình tĩnh lại đi. Được, được rồi, anh không tức giận nữa. Được rồi, chúng ta đến bước nào rồi? Vậy chúng ta chuẩn bị rồi bắt đầu lại nhé. Được rồi, chúng ta bắt đầu lại đi. Được rồi, đoán lời bài hát. Là đoán tên bài hát chứ? Đúng rồi, đoán tên bài hát. Là đoán tên bài hát đấy. Cô có biết không? Tôi chắc chắn không biết rồi. Chưa bao giờ nghe qua. Cơn mưa tình yêu. Cơn mưa gì cơ? Cơn mưa tình yêu. Bài này rất nổi đấy. Chị chưa từng nghe sao? Giai điệu bài này siêu hay.
Quốc Trung, cuối cùng anh cũng đến rồi. Quốc Trung, em rất thích chương trình này, bởi vì cuối cùng em cũng có thể nói ra suy nghĩ của em. Cô có gì cứ nói thẳng đi. Thực ra anh chăm sóc em những ngày qua, em đều rất để tâm. Từ nhỏ em đã rất ốm yếu, thân thể yếu đuối. Anh cũng không hề chê em. Em rất cảm động. Nên làm thôi. Anh có đồng ý làm bạn trai em không? Hắn không đồng ý. Tiền Tâm Nhi, đây là buổi tỏ tình của tôi. Vẫn chưa đến lượt cô. Cô nói nhảm cái gì chứ? Ta đã chịu đủ rồi. Không biết vì sao lại bị duyên không đến đây. Nơi này không có phụ hoàng, cũng không có mẫu hậu. Trên khuôn mặt của các người đầy dẫy mưu mô và tính toán. Điên rồi sao? Ta không có. Đặc biệt là cô, đồ thứ nữ hèn hạ. Cô suốt ngày chỉ nghĩ cách để chơi xấu ta. Ta là công chúa đấy. Công chúa làm sao có thể bị cô lừa được chứ? Cô đi mà tiếp tục mơ mộng viễn vông đi. Cô say rồi. Ta không có say. Quốc Trung, ta thực sự rất nhớ ngươi. Ngươi đã từng nói ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời. Quốc Trung, không lẽ ngươi quên hết rồi sao? Sao ngươi lại thay đổi rồi? Chị ấy uống nhiều quá rồi, tôi đưa chị ấy về. Cô ấy là vợ tôi, nên để tôi đưa về. Chị ấy có nói rồi, hai người không thực sự kết hôn, cho dù là vợ trên danh nghĩa hay là vợ thực sự, cô ấy cũng là của Kim Quốc chúng tôi. Kim Quốc Trung, đừng bỏ ta. Ngươi đã nói sẽ luôn bảo vệ ta. Tôi sẽ không bỏ cô. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Kim Quốc Trung, ta thực sự rất nhớ ngươi. Thì ra cô đã sớm thích tôi rồi, còn không chịu thừa nhận. Đồ nói dối. Kim Quốc Trung, ngươi không được rời bỏ ta. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không? Tôi còn sống đây. Cô nguyền rủa tôi sao? Kim Quốc Trung, tôi muốn. Cô muốn cái gì? Tôi nóng quá. Được rồi, cô uống nhiều quá rồi, không lợi dụng cô đâu. Điều tra rõ chưa? Bên kia xử lý rất sạch sẽ. Nhưng chúng tôi đã điều tra ra được địa chỉ IP của kẻ cố tình gây rối. Tìm ra người này, điều tra rõ xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau. Dạ thiếu gia. Em xin lỗi, em không ngờ tới Tiền Tâm Nhi đó lại xảo quyệt như vậy. Không những không làm họ thân bại danh liệt, còn thậm chí còn làm cho họ tăng thêm hàng triệu người theo dõi. Vậy thì anh có trách em không? Sao anh có thể trách em chứ? Em biết ngay là anh sẽ không trách em mà. Tôi chỉ hận không thể lấy mạng cô thôi. Cô có biết tôi vì kế hoạch này tự mình nhúng tay vào, còn bị người khác nắm được điểm yếu, suýt nữa là bị phát hiện. Em xin lỗi. Cô có biết tôi ở Kim gia dày công tính toán nhiều năm mới có được lòng tin của bọn họ không? Chỉ vì sự ngu ngốc của cô, suýt chút nữa bị Kim Quốc Trung phát hiện. Anh đúng là đồ xảo quyệt. Tôi xảo quyệt sao? Kim đại thắng vì một phút hưng phấn, làm cho mẹ tôi phải mang tiếng xấu cả đời. Còn tôi chỉ có thể sống như một con chó. Kim đại thắng thu về một đống tiền, nhưng còn chúng tôi chỉ vì cuộc sống mà bị người ta dẫm đạp. Cô nói tôi xảo quyệt. Tôi không hợp tác với anh nữa. Tôi muốn về nhà. Hai chúng ta
đã là người chung một chiếc thuyền rồi. Cô đừng quên, tôi đã vì cô huy động 500 triệu tiền đầu tư. Nhưng mà nhị tiểu thư Tiền Gia gây quỹ bất hợp pháp, bị truyền ra ngoài rồi. Làm sao em có thể đi chứ? Em còn muốn cùng anh đối phó với Tiền Tâm Nhi mà. Thế mới đúng chứ. Đợi tôi trở thành chủ tịch của tập đoàn Tiền Thị rồi xử lý anh cũng không muộn. Anh hy vọng em có thể để cái dự án này bị lộ ra ngoài trước. Nhưng nếu như vậy, có liên quan gì đến bọn họ chứ? Anh sẽ cho người tung tin về việc Kim Gia và Tiền Gia sử dụng quỹ liên hợp để rửa tiền. Nếu là như thế này, cái tội danh này của bọn họ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Để xem bọn họ còn thoanh hoang thế nào. Em Kế, em làm gì ở đây thế? Không, không có gì. Em đến để tìm đôi hoa tai. Không biết đâu mất rồi. Tìm hoa tai mà tìm đến văn phòng của tôi luôn sao? Chị gái oai phong thật đấy. Đối với người nhà vẫn luôn tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Chị ơi, tài liệu của chị bị rơi rồi. Vậy tôi vẫn phải cảm ơn em gái đã nhận tài liệu giúp tôi. Không cần đâu chị, đây đều là việc em nên làm mà. Chỉ có điều tài liệu này chắc em đã xem qua rồi đúng không? Tài liệu của chị em không thấy gì hết. Suy cho cùng, người dựa vào gia thế sau lưng của người đàn ông để ngồi lên vị trí chủ tịch, em cũng không sánh kịp. Trước đó trên chương trình tạp kỹ, mấy hành động đối với Kim Quốc Trung tất cả cũng chỉ là giả vờ chương trình tạp kỹ mà thôi. Chị đừng nghĩ là thật mà. Đúng rồi, chị gái à, chị phải quản lý thật tốt dự án của mình. Nếu có sự cố gì xảy ra, em không phiền mà giúp chị quản lý Tiền Thị đâu nhé. Chỉ cần em gái ngoan ngoãn nghe lời thì tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Em gái này, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Tiền Tổng, cô ấy đến làm gì vậy? Không có gì. Thư ký Lý, anh có thể mua rượu cho tôi không? Giúp tôi mua rượu nhé. Tiền Tổng, cô muốn làm gì nữa vậy? Ăn mừng. Những người này quả nhiên có mắt nhìn. Nào, uống thôi. Tiền Tâm Nhi, cô bây giờ giỏi rồi, còn học uống rượu nữa. Đâu, đâu có. Rượu này không ngon chút nào. Vẫn là rượu hoa tuyết trong cung của chúng ta ngon hơn. Cô thực sự đến từ cổ đại sao? Đúng đấy, tôi là công chúa của Đại Minh Quốc, dung mạo lộng lẫy, người người tôn kính tôi, thích tôi. Phụ hoàng và mẫu hậu tôi cũng rất yêu thương tôi. Đáng tiếc họ mất hết rồi. Đại Minh Quốc cũng biến mất. Thị vệ kim của tôi cũng mất rồi. Vì vậy cô Xuyên không đến đây sao? Phải. Từ lúc bắt đầu đến nay cũng không hiểu tại sao. Sau này tôi nghe bạn học Tiểu Tình nói là do vết nứt của thời gian và không gian. Ở chỗ chúng tôi không có cách nói này. Vì vậy cô cũng quen người tên Kim Quốc Trung sao? Phải. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau. Anh ấy từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Anh ấy đã thực sự làm được rồi. Anh biết tại sao không? Anh và anh ấy cực kỳ giống nhau. Vậy sao? Tôi bắt đầu ghét khuôn mặt của mình rồi đấy. Nhìn
mắt cũng giống, mũi cũng giống, lông mày cũng giống. Kim Quốc Trung, anh có thích tôi không? Cô đang nói Kim Quốc Trung hiện tại phải không? Hay là Kim Quốc Trung trước kia? Anh đấy, tôi đang nói anh đấy. Tôi thích Tiền Tâm Nhi của hiện tại. Nhưng Tiền Tâm Nhi của hiện tại không thích tôi. Hình như tôi có chút thích anh rồi. Cô thích Kim Quốc Trung hiện tại là tôi sao? Không phải ở đây. Đứng lại. Anh tỉnh rồi à? Cô lại muốn chạy sao? Tôi không có. Tôi chỉ muốn xuống dưới để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thôi đi. Cô lại tính chối bỏ trách nhiệm rồi phải không? Tôi không có. Anh nói nhảm gì thế? Tiền Tâm Nhi, rốt cuộc cô nghĩ gì thế? Tối qua không phải cô đã nói? Tôi nói gì chứ? Không phải nói thích tôi sao? Tôi không có nói thế. Anh nhớ nhầm rồi. Công ty tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Anh cứ ngủ tiếp đi nhé. Tôi vậy mà lại bị vứt bỏ rồi. Mình vẫn chưa làm anh ấy. Nhớ lại ký ức trước đây. Mà sao bây giờ lại cùng anh ấy? Đúng là đau đầu mà. Tiền Tổng, Lý Công Công, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Ví dụ như một người sau khi uống rượu rồi nói sai, làm cũng sai luôn, vậy làm thế nào để cứu vãn đây? Tiền Tổng, cô uống rượu rồi chửi người sao? Không có, trước giờ tôi chưa chửi ai câu nào cả. Sao có thể uống rượu rồi chửi bới chứ? Vậy thì tốt. Không đúng. Tiền Tổng, chắc là cô sẽ không đi tìm tiểu thịt tươi chứ? Gần giống vậy. Tiền Tổng, cô hồ đồ rồi. Tôi biết cô có tiền, nhưng cô cũng không thể. Tôi chỉ ví dụ thôi. Tôi làm mấy chuyện không hay này với một người đàn ông, thì tôi làm thế nào để cứu vãn đây? Vậy thì cô đi hỏi người đó đi. Tôi là người đàn ông hiểu đàn ông nhất. Anh là đàn ông sao? Tôi không giống đàn ông hả? Tôi là một người đàn ông đích thực đấy. Được rồi. Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì đây? Nếu như cô ra ngoài làm chuyện đó, thì bây giờ chỉ có hai cách giải quyết. Hai cách nào? Cách thứ nhất là dùng tiền để giải quyết. Ra ngoài làm nghề này đều là vì muốn nuôi sống gia đình. Tôi thấy Tiền Tổng cũng không thiếu tiền. Đưa thêm chút tiền là coi như xong. Vậy nếu như hắn còn có tiền hơn tôi thì sao? Trai trẻ mà không thiếu tiền sao? Những năm nay trai trẻ đều rất đa dạng. Nhưng loại này thì phiền phức rồi đây. Nếu anh ta không cần tiền của cô, vậy thì hắn có mưu đồ với cô, mưu đồ với tôi sao? Đúng, hắn thèm muốn cơ thể cô. Loại này chỉ có thể dùng cách thứ hai. Cách gì? Đánh mạnh cảm xúc. Dùng cơ thể và ngoại hình của cô chinh phục hắn, khiến hắn trung thành với cô. Mọi chuyện đều nghe theo cô. Không thể buông bỏ cô được. Dùng tình cảm để biến hắn thành con chó. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Tôi không biết nuôi chó. Đầu tiên phải biết cách lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt là cái gì? Nghĩa là khi anh ta đến nói chuyện với cô, cô không cần phải trả lời, không quan tâm anh ta mấy ngày liền. Đợi đến khi anh ta khó chịu trong lòng thì Tâm Nhi, tiêu rồi Tiền Tổng. Mấy việc cô làm bị anh Kim phát hiện rồi. Chuyện gì? Đừng nói lung tung. Làm việc gì vậy? Không có. Tôi mua quà cho cô nè. Không cần. Tôi không thích những thứ này. Anh đem đi. À thì
Tối nay cô có thời gian không? Cùng tôi đi ăn bữa cơm. Tối nay tôi bận rồi. Ngày mai thì sao? Ngày mai cũng bận. Vậy thì khi nào cô rảnh? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có gì để nói cả. Anh đi đi, Tiền Tâm Nhi. Cô muốn như vậy phải không? Thư ký Lý, không phải chúng ta sắp phải họp hội nghị tập đoàn sao? Những người không liên quan, xin vui lòng rời khỏi Tiền Thị. Tiền Tâm Nhi, cô thật sự muốn như vậy phải không? Đúng vậy. Anh đi đi. Tiền Tâm Nhi, tôi mà quan tâm đến cô nữa thì tôi không phải người. Thư ký Lý, tôi vừa mới lạt mềm buộc chặt đấy, thấy ổn không? Người mà cô muốn nói đến là anh Kim sao? Đúng vậy. Tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Anh ấy quả nhiên bị tôi buộc chặt rồi. Tiền Tổng, tại sao cô phải làm vậy với anh Kim? Không phải anh nói là lạt mềm buộc chặt sao? Tôi không có ý đó đâu. Thôi đừng quan tâm nữa, chúng ta đi họp trước đi. Đúng vậy, mình không nên nhiều chuyện. Dự án buổi hòa nhạc lần này, hợp tác với tập đoàn Kim Thị đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ là có mấy điểm cần chú ý một chút. Ví dụ như ở chỗ này, còn có chỗ này nữa. Tiền Tổng, làm sao lại như vậy? Đây là thật hay giả? Tại sao kế hoạch lại bị lộ? Thư ký Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Trên mạng đang lan truyền một tài liệu về dự án buổi hòa nhạc toàn cầu lần thứ hai của chúng ta với tập đoàn Kim Thị. Có người đang tung tin đồn nói chúng ta đang hợp tác rửa tiền. Mọi người yên lặng. Mọi người yên lặng đi. Mọi người đừng lo lắng. Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Tiền Tổng, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Mọi người không biết sao? Tiền Tổng của mọi người đã lén lút âm thầm ký hiệp ước với Kim Tổng. Tất cả mọi chuyện đều là thật. Nếu đó là sự thật, vậy công ty chúng ta chẳng phải sẽ bị điều tra sao? Đúng vậy. Nếu như vậy, công ty chúng ta còn có thể duy trì hoạt động được không? Mọi người nghe tôi giải thích. Còn gì để giải thích? Tôi thấy cô bị đồng tiền che mờ mắt rồi. Kể từ khi cô trở thành chủ tịch tập đoàn Tiền Thị, cô xem trên dưới công ty này bị cô làm cho rối tung hết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty chúng ta có còn hoạt động được không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Là sao hả? Chính là Tiền Tổng của mọi người bí mật cấu kết với Kim Tổng, xong việc thì bỏ chạy. Cái gì? Tiền Tổng cô thật sự không quan tâm đến mạng sống của chúng tôi sao? Cô tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Mọi người khoan hãy nóng vội. Em gái à, làm sao cô biết tôi ký hợp đồng với tập đoàn Kim Thị? Sao vậy? Chị còn muốn cắn trả à? Hợp đồng chị ký với Kim Tổng đều ở đây, còn cãi nữa không? Chi bằng để mọi người xem thử tôi và Kim Tổng rốt cuộc ký hợp đồng gì? Phát triển hợp tác thương hiệu. Đây không phải là hợp đồng buổi biểu diễn, mà là hợp đồng phát triển sản phẩm. Những gì tôi nghe được lúc đó rõ ràng là hợp đồng buổi biểu diễn, đúng không? Đáng tiếc, chỉ là giả thôi. Còn kế hoạch dự án thì sao? Hợp đồng đều là giả. Làm thế nào dự án đó có thể là thật chứ? Vừa rồi, tập đoàn Kim Thị đã tuyên bố rõ ràng rằng hợp đồng với tập đoàn Tiền Thị là hợp tác với thương hiệu nổi tiếng, không phải buổi hòa nhạc. Mọi người, lần này tôi với tập đoàn Kim Thị thỏa thuận hợp tác bởi vì tư tưởng của chúng tôi giống nhau. Chúng tôi muốn làm buổi hòa nhạc giới hạn dành cho những vị khách đặc biệt, chấn động toàn cầu. Cho nên làm thế nào để thực hiện chính là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Chính xác. Buổi hòa nhạc tuy có lợi nhuận, nhưng buổi hòa nhạc toàn cầu thì chưa chắc. Những gì chúng ta cần làm là tạo ra điểm nhấn. Đây mới là bản kế hoạch thật sự của dự án. Kim Quốc Trung, anh dựa vào đâu mà nói nó là thật? Anh nói thật thì là thật sao? Nếu là giả thì sao? Phải. Uống hồ, cậu chỉ là một minh tinh nhỏ nhoi biểu diễn trên sân khấu, mua vui cho khán giả mà thôi. Làm sao có thể tham gia vào hạng mục này chứ? Mặc dù kế hoạch dự án này đúng như những gì cậu nói, nhưng độ thật giả của nó lại không có cách nào xác thực được. Mọi người nhìn kia. Ôi chú ơi, lúc nãy tập đoàn Kim Thị vừa đưa ra một thông báo. Hơn nữa hạng mục của bọn họ hoàn toàn giống hệt với dự án này. Hợp tác thương hiệu nổi tiếng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Tận dụng buổi hòa nhạc này như một hoạt động quảng bá lớn nhất, đẩy mạnh hợp tác các thương hiệu sáng tạo
trong 5 đến 10 năm tới. Đúng vậy, hạng mục lần này có thời gian duy trì dài và gây ấn tượng rất mạnh. Có thể được sử dụng như một bước đệm cho thương hiệu. Quan trọng hơn là đây là một bước tiến trọng đại đối với sự chuyển mình của Tiền Thị. Tiền Tâm Nhi, hóa ra tất cả đều nằm trong âm mưu của chị. Đừng vội, em gái, tôi còn có món quà lớn hơn tặng cho cô đấy. Mời mọi người xem. Hóa ra phương án trên mạng lan truyền là do cô gửi. Nhị tiểu thư, cô đúng là ăn cháo đá bát. Cô giữ cổ phần của công ty, ngồi mắt hứng bát vàng, mà còn âm thầm làm chuyện xấu sau lưng nữa. Loại người như cô không xứng đáng ở lại công ty. Sao có thể chứ? Rõ ràng là tôi, rõ ràng là đã xóa hết dữ liệu trong máy quay an ninh rồi, đúng không? Em gái, văn phòng của tôi không chỉ có một máy quay an ninh đâu. Tiền Tâm Nhi, chị thật đê tiện. Đê tiện sao? Cô ỷ vào thế lực của Tiền gia mới có thể sống yên ổn, là một nhị tiểu thư của Tiền gia. Mất đi chỗ dựa là Tiền gia rồi. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc bị người ta lợi dụng mà thôi. Tiền Tâm Nhi, chị câm miệng cho tôi. Tiền nhị tiểu thư, tôi tin là những chuyện này không thể chỉ một mình cô làm. Nói đi, là ai sai khiến cô? Nhị tiểu thư, cô nên thành thật khai báo. Nếu không, chúng tôi có quyền thu hồi cổ phần của cô và đuổi cô ra khỏi công ty. Đã đến mức này, bản thân cô đã làm gì? Mau nói ra, các người im hết cho tôi. Tôi nói cho các người biết, không có ai sai khiến tôi cả. Tất cả mọi chuyện là một mình tôi làm. Tất cả các người đều là những kẻ nhỏ nhen chỉ biết đến mình. Tôi vẫn còn giá trị lợi dụng thì chủ động đến gần. Đến khi hết giá trị lợi dụng thì bắt đầu đuổi tôi đi. Tôi nói các người đấy, các người mới là những kẻ nên cuốn gói khỏi công ty. Đủ rồi, làm nhiều điều ác, người nên biến đi chính là cô. Tiền Tâm Nhi, trong tay của tôi vẫn còn cổ phần của ba. Cô thực sự nghĩ rằng cổ phần của cô vẫn còn đó sao? Tiền Tâm Nhi, ý của chị là sao? Ba đã chuyển cổ phần của ông ấy cho tôi từ lâu rồi. Đây là hợp đồng. Làm sao có thể? Rõ ràng là ba đã chuyển cho tôi rồi mà. Cô thật sự nghĩ ba yêu thương cô lắm sao? Cô sai rồi. Ông ấy chỉ yêu bản thân mình thôi. Alo, ba tìm con có việc gì không? Con có còn tiền tiết kiệm không? Ba, là thế này, con vẫn còn tiền. Nhưng mà ba định lấy cái gì ra đổi đây? Thật là đứa con gái bất hiếu, ba hỏi mượn con ít tiền lại khó khăn vậy sao? Điều này không đúng đâu ba. Anh em trong nhà còn phải sòng phẳng, huống hồ chi ba lại là ba con. Tiền của con cũng không phải tự nhiên mà có, đúng không? Nếu con có thể cho ba tiền, ba sẽ chuyển số cổ phần còn lại mà ba đang có của tập đoàn Tiền Thị qua cho con. Cổ phần sao? Ba ơi, ba đang đùa với con đấy sao? Không phải ba đã chuyển cho Vivi từ lâu rồi hả? Cái mà ba đưa cho nó là giấy chuyển nhượng giả thôi. Ai bảo nó chưa bao giờ tiếp xúc với giấy tờ nên mới nhìn không ra. Thật không ngờ, người xảo quyệt nhất lại chính là ba đó. Thật không ngờ ba lại chỉ giả vờ yêu thương con thôi. Tôi tuyên bố, Tiền Vivi đã vi phạm quy định của tập đoàn Tiền Thị. Từ giờ trở đi, tôi tước bỏ tư cách cổ đông của cô ta, đuổi khỏi công ty, không bao giờ nhận cô ta nữa. Điều mà Tiền Tâm Nhi quan tâm nhất chính là lão phu nhân kia. Anh nói thử xem, nếu như mà bà già đó có chuyện gì, có phải Tiền Tâm Nhi cũng sẽ phát điên không? Nếu như Tiền Tâm Nhi phát điên, vậy anh nghĩ cái tên Kim Quốc Trung có phải cũng sẽ phát điên không? Kim Quốc Trung rất quan tâm đến người phụ nữ này. Nếu như không có Tiền Tâm Nhi, Kim gia nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng, Kim Quốc Trung cũng sẽ tiêu đời. Đến lúc đó sẽ nằm trong sự khống chế của tôi. Đúng vậy, tin em đi, lần này nhất định phải cho Tiền Tâm Nhi biến mất không còn bóng dáng. Alo, cái gì? Bà nội gặp chuyện sao? Tiền tổng, cô đi đâu vậy? Bà nội gặp chuyện rồi, tôi phải mau chóng về nhà đây. Tiền tổng,
Sao lại là cô? Bà đâu rồi? Bà nội đâu? Hiếm khi thấy chị có hiếu như vậy. Mới nghe tin bà nội bị bệnh, liền chạy về ngay lập tức. Cô bớt nói nhảm với tôi đi. Bà nội đâu hả? Chị đừng vội như vậy. Ba mẹ đang đi nước ngoài rồi. Trong thời gian này, e là không về kịp đâu. Cho nên người gọi điện ban nãy là cô sao? Đúng vậy, là tôi đó. Chị nói ba không thương tôi, nhưng mà tôi nói gì ông ấy cũng sẽ làm. Rốt cuộc cô đã làm gì bà nội rồi? Chị yên tâm, bà nội hiện đang ở một nơi rất an toàn. Chỉ là sẽ không tỉnh lại trong một thời gian. Cô dám bỏ thuốc bà nội sao? Cô bị điên rồi hả? Tiền Tâm Nhi, từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng lấy của tôi. Rõ ràng chị đã có tình yêu thương của ông bà rồi, tại sao còn lấy đi tình yêu thương của ba nữa? Tôi thấy cô điên rồi đó. Tôi muốn chị phải chứng kiến những gì mà chị có bị phá hủy ngay trước mặt. Tôi thấy cô điên lắm rồi đó. Chị gái, hôm nay chị không thoát được đâu. Cô, trói chị ta lại cho tôi. Tiền Tâm Nhi, lần này chị rốt cuộc đã rơi vào tay tôi. Lần trước là do tôi sơ suất mới cho chị lên giường với Kim Quốc Trung. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Tiền Phi Phi, cô đang làm cái quái gì vậy? Làm gì sao? Bọn họ đều là người mà tôi đã cẩn thận lựa chọn cho chị đó, đều là những kẻ tội phạm trốn trại. Cứ để bọn họ chăm sóc cho chị thật tốt nhé. Thế nào, Tiền Vi Vi, tôi sẽ không bao giờ để cô thành công đâu. Tiền Tâm Nhi, không phải chị thực sự nghĩ rằng sẽ có người đến cứu chị chứ? Tôi nói cho chị biết, tôi đã cho người chặn hết tín hiệu sóng ở đây rồi. Sẽ không có ai đến cứu chị đâu. Chị hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Tiền Vi Vi, nếu như cô đang bị người khác dụ dỗ thì cô phải ngừng lại đi. Tôi không muốn cô phải phạm tội. Ngừng lại sao? Kể từ giây phút chị đuổi tôi ra khỏi công ty, tôi đã không thể ngừng lại rồi. Xem ra mình chỉ có thể kéo dài thời gian trước. Thôi được rồi, chỉ cần em thả chị ra, chị xin hứa sẽ cho em quay lại Tiền Thị. Những gì chị nói là thật sao? Hoàn toàn là thật. Anh Kim, sao anh lại ở đây? Tôi qua đây đi dạo. Anh đến tìm Tiền Tổng sao? Ai nói tôi đến tìm cô ấy? Tôi đến tìm cậu. Hai người, ai cũng sĩ diện cả. Nhưng nếu anh đến tìm Tiền Tổng, cô ấy không có ở đây, không có ở đây sao? Giờ này, cô ấy không ở đây thì đi đâu rồi? Tiền Tổng vừa mới vội vàng về nhà rồi. Nói là có chuyện gì đó, ở nhà có chuyện sao? Nhà cô ấy thì có việc gì chứ, ai mà biết? Tiền Tổng, bà nãy mới đuổi Tiền Vi Vi ra khỏi công ty rồi. Lần này về nhà, chắc sẽ không bị bắt nạt đâu nhỉ? Thôi xong. Alo, mau cho người qua tiền ra đi. Phải, ngay bây giờ. Lại vội vàng như vậy, không lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra? Anh Kim, cho tôi đi với. Ba người cùng chơi. Cô gái, cô chịu được không? Vừa nhìn các anh là biết không phải người xấu rồi. Hiên ngang mạnh mẽ như vậy, đẹp trai, phong độ. Em đây đã sớm phải lầm các anh rồi. Cô gái hợp tác với chúng tôi như vậy, anh em chúng tôi rất thích. Chỉ cần chăm sóc chúng tôi thật tốt, chúng tôi sẽ không làm khó cô. Các anh đừng vội vậy mà. Cứ như vậy có phải hơi nhàm chán không? Hay là chúng ta chơi cái gì khác trước nhé? Ý của cô là, hay là các anh ngồi xuống trước đi. Em gái sẽ làm các anh cảm thấy hài lòng. Cô gái cũng giỏi quá chứ. Được thôi. Chỉ là anh xem tay của em vẫn còn đang bị trói. Hay là mấy anh cởi trói cho em trước đi. Cô tính chạy đúng không? Con nhỏ xấu xa, hôm nay ông đây sẽ cho cô muốn sống cũng không được. Tâm Nhi, Tâm Nhi, Kim Quốc Trung, rốt cuộc anh cũng đến cứu tôi. Xin lỗi, tôi không nên phớt lờ cô. Tôi không nên giận cô. Tôi không sao. Quốc Trung, Tiền Vi Vi đã hạ thuốc bà nội rồi. Tôi biết rồi. Cô nghỉ ngơi đi.
còn lại giao cho tôi. Cậu cũng gan lắm đấy, dám động vào người của tôi. Quốc Trung, vì bọn họ mà phạm tội, không đáng đâu. Thư ký Lý, đưa bọn họ đến đồn công an. Kim Quốc Trung, anh đến muộn rồi. Tiền tâm nhi của anh đã sớm bị người khác vấy bẩn rồi. Bà nội đâu? Tiền tâm nhi cả đời này đừng mong gặp được bà già đó. Tôi nói cho cô biết, ai bảo bà ấy chỉ thiên vị cô? Bà ấy không còn sống nữa. Bà ấy đã không còn sống nữa rồi. Tôi hỏi cô lại một lần nữa, bà nội đâu? Tôi đã trở thành người xấu rồi. Cho dù cô có tha cho tôi, công an cũng sẽ không tha cho tôi. Sống làm gì nữa? Không muốn sống nữa. Cô nói dễ nghe nhỉ? Tiền Vi Vi, nếu tôi không đến đồn công an báo án mà giam giữ cô mãi ở Tiền Gia, mỗi ngày đổi cách hành hạ cô, cô nói có phải cô sẽ thảm lắm không? Tiền Tâm Nhi, cô đừng có mà mơ. Quên nói với cô, tôi chính là từ Đại Minh Quốc xuyên không tới đây. Hình phạt ở Đại Minh Quốc chúng tôi nhiều không đếm xuể. Tôi không phiền để cô thử từng cái một đâu. Thảo nào thời gian này cô ấy chứ có vẻ không bình thường. Cô là xuyên không tới đây. Nếu nói vậy, Tiền Tâm Nhi thật đã không còn sống từ lâu rồi. Đáng đời. Cô ấy đáng đời. Đúng vậy, Tiền Tâm Nhi đã không còn sống nữa. Nhưng tôi sẽ không quan tâm đến tình chị em đâu. Cô nói xem, tôi nên bắt đầu từ đâu trước? Hay là tôi cắt đứt gân chân của cô trước? Như vậy thì cô không thể đi đâu được. Tiền Tâm Nhi, cô làm như vậy là phạm pháp đó. Phạm pháp? Miễn là cô không thể mở miệng, làm sao công an biết được chứ? Tôi sẽ cắt đứt gân chân của cô trước, sau đó sẽ cắt lưỡi của cô. Cô điên rồi, tránh xa tôi ra. Em gái, vậy tôi bắt đầu nhé. Bà nội ở trong tủ. Bà nội ở trong tủ đấy. Bà nội ở trong tủ phòng sách. Thư ký Lý, đưa cô ta đi. Dạ. Kỳ lạ, Quốc Trung, anh tỉnh rồi sao? Cô là ai? Kim Quốc Trung, anh không nhớ tôi sao? Cô là ai? Tiền Tổng, anh Kim, anh tỉnh rồi đó sao? Anh không biết là anh đã hôn mê hơn một tháng rồi đó. Tiền Tổng ở cạnh anh rất lâu rồi đấy. Tiền Tổng, anh Kim, không phải chứ? Anh mất trí nhớ sao? Anh Kim ư? Anh Kim, là tên tôi sao? Anh Kim, anh thật sự không nhớ gì hết sao? Tôi là ai? Chỗ này là ở đâu? Các người là ai? Quốc Trung, anh nhìn tôi đây này. Anh thật sự không nhớ tôi sao? Không sao, không sao cả. Có thể là Quốc Trung đã ngủ quá lâu, không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Có lẽ nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi. Tiền Tổng, không sao đâu. Chỉ cần Quốc Trung tỉnh lại là được rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của hai vị tiền bối. Tiền Tổng khách sáo rồi. Cô quyết định đem cổ phần của Tiền Thị đều thu hồi về. Chúng tôi đều rất ủng hộ. Đúng vậy, mấy năm nay những lão già chúng tôi cũng muốn nghỉ hưu tận hưởng tuổi già. Tập đoàn Tiền Thị dưới sự quản lý của cô rất tốt. Đúng vậy đó, Tiền Tổng, cô đồng ý dùng mức giá cao như vậy mua lại cổ phần trong tay mấy ông già chúng tôi
cũng coi như là phúc lợi cho chúng tôi rồi. Vậy thì chúc hai vị tiền bối sức khỏe dồi dào, an hưởng tuổi già. Tiện tổng, không hay rồi. Lâm Văn dẫn bạn gái cũ của anh Kim, Hứa Thúy Vân đi gặp anh ấy. Quốc Trung, em vừa nghe thấy anh gặp chuyện, liền từ Hồng Kông bay về đây. Là do em sai, em không nên rời khỏi đại lục. Không sao đâu, Thúy Vân. Lâm Văn nói với anh rồi, em là bạn gái của anh, đừng cảm thấy có lỗi. Anh không phải vẫn đang khỏe mạnh sao? Kim Quốc Trung, anh thật sự không trách em sao? Sao anh có thể trách em chứ? Nhưng mà em vẫn... Lúc đó rời khỏi đại lục là vì bệnh tình nặng hơn, không muốn liên lụy đến anh. Em gọt trái cây cho anh nhé. Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Đồ ngốc, bây giờ anh mới là bệnh nhân. Làm gì vậy, tránh ra cho tôi. Nhìn có vẻ cũng thân mật thật đấy. Sao nào, ăn có quả táo còn phải gọt vỏ, cũng phiền thật đấy. Tôi nói này, cô nhìn lại mình đi, sao mà phiền phức thế, cứ luôn xuất hiện ở nhà tôi. Nhanh như vậy đã chấp nhận người bạn gái cũ này rồi, nhưng lại không muốn tin rằng tôi mới là vợ của anh. Tôi thích cô. Nếu tôi thích, cũng thích những người như Hứa Thúy Vân đây, vừa đẹp vừa dịu dàng. Cho hỏi chị đây là ai thế? Đừng gọi tôi là chị. Người lần trước gọi tôi là chị đã vào đồn công an rồi. Cô nói chuyện đàng hoàng đi, có thể đừng gay gắt như vậy không? Thúy Vân bây giờ đang bị bệnh rồi. Cô ấy bị bệnh thì nên đến bệnh viện, chứ không phải ở đây. Quốc Trung, em nghĩ là chị ấy có chút hiểu lầm. Em nghĩ em nên đi về trước. Em đừng đi, ở lại đây đi. Kim Quốc Trung, có phải anh muốn lấy vợ lẽ không? Chị coi tôi là gì vậy? Tôi không nên sống nữa thì hơn. Thúy Vân, đừng khóc. Kim Quốc Trung, nể mặt anh vì đã cứu tôi, tôi sẽ cố gắng để giúp anh nhớ lại mọi thứ. Nhưng anh lại muốn lấy vợ bé, vậy thì không được. Ngay cả khi tôi nhớ ra, tôi cũng sẽ không ở bên cô. Cô có hiểu không? Có hiểu không hả? Được. Tiền Tâm Nhi, Kim Quốc Trung, anh nhớ ra rồi sao? Cô là Tiền Tâm Nhi, phải không? Cô nói cô là vợ của tôi, nhưng tôi lại không nhớ ra cô là ai cả. Hay là chúng ta ly hôn đi? Vậy thì sau này cô không cần đến đây nữa. Anh nói gì vậy? Ly hôn đi. Có Thúy Vân ở đây với tôi là được rồi. Kim Quốc Trung, bây giờ anh đang mất trí nhớ. Không phải là Quốc Trung thật sự. Đợi đến khi Kim Quốc Trung thật quay lại rồi nói sau. Chị ơi, nếu Quốc Trung đã nói như vậy rồi, thì hai người cứ ly hôn đi. Dù sao thì hai người, chuyện giữa tôi với anh ấy không đến lượt vợ bé, chưa được cưới hỏi như cô nói ra nói vào. Tiền Tâm Nhi, cô ăn nói cho cẩn thận. Kim Quốc Trung, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh có chắc muốn ly hôn không? Được, tôi đồng ý với anh. Sau này tôi sẽ không đến tìm anh nữa. Đơn ly hôn, tôi sẽ bảo thư ký Lý đem qua cho anh. Tâm Nhi, anh xin lỗi. Những chuyện anh sẽ làm sắp tới có thể sẽ rất nguy hiểm. Ly hôn với em là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ấy vẫn còn đang bệnh, mình lại nặng lời như vậy. Tiền Tổng, lại có chuyện rồi. Lại có chuyện gì hả? Là Kim Đại Thắng của tập đoàn Kim Thị bị tai nạn xe, hôn mê bất tỉnh rồi. Sao cơ? Đúng là xui xẻo mà. Kim Tổng bây giờ sao rồi? Hiện tại đang ở Kim Gia, đã mời bác sĩ riêng đến điều trị rồi. Đi, qua đó xem. Đi thôi. Biệt thự Kim Gia, chắc là ông ngạc nhiên lắm. Năm đó, ông đã bỏ rơi mẹ tôi,
Chắc là không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng không hả? Kim Đại Thắng, ba của tôi ơi, tôi muốn ông phải chứng kiến Kim gia bị diệt vong, con trai của ông phải tiêu đời. Lâm Văn, sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Không phải cậu là thư ký của Kim Tổng sao? Lần trước Tiền Vivi bắt cóc tôi cũng là do cậu chỉ thị sao? Đúng vậy, là tôi đó. Nhưng mà tiếc quá, con nhỏ khờ khạo đó suýt nữa thì để lộ danh tính của tôi. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tôi muốn cái gì sao? Cái mà tôi muốn tôi đã có được rồi. Ý của cậu là Kim thị sao? Tiền Tổng, chị thông minh thật đó. Nhưng mà sự hợp tác của chị với Kim thị sợ là phải dừng ở đây thôi. Sự hợp tác của tôi với Kim thị là do Kim Tổng quyết định. Cậu không có quyền can thiệp. Tôi không có quyền can thiệp sao? Vừa rồi Kim Tổng đã chuyển toàn bộ cổ phần qua cho tôi rồi. Chị nói xem, tôi có quyền can thiệp không? Kim Tổng, làm sao có thể? Vụ tai nạn xe của Kim Tổng là do cậu làm. Công an đã nói rồi, là Kim Đại Thắng tự lái xe khi say rượu. Chị lại nói là tôi làm sao? Chị có bằng chứng không? Cậu nói nhảm. Kim Tổng bình thường không thích uống rượu, làm sao có thể uống rượu mà lái xe? Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tôi không làm gì cả. Tôi cũng chỉ là bỏ một ít rượu vào trong ly trà của ông ấy mà thôi. Thư ký Lâm, cậu cũng to gan thật. Do Kim Đại Thắng quá ngu ngốc thôi. Ly trà của mình có vấn đề mà cũng không biết, trách tôi được sao? Thật đê tiện. Tôi đê tiện hả? Tôi nói cho chị biết, người thực sự đê tiện chính là người đang nằm trên giường bây giờ. Đó mới là kẻ tiểu nhân đê tiện. Tôi muốn ông ấy biết những đau khổ tôi phải chịu đựng trong vài năm qua, tôi đã trải qua như thế nào. Tiền Tổng, tôi thấy hay là chúng ta mau rời đi thì hơn. Lâm Văn, nếu cuộc sống trước đây của cậu vất vả như vậy, trả thù không phải là cách duy nhất. Tiền Tâm Nhi, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có thù hận gì. Kim Quốc Trung bây giờ cũng đã phản bội chị rồi. Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi. Cậu muốn hợp tác như nào? Rất đơn giản. Chị chỉ cần thông báo tại đại hội cổ đông của Kim Thị, tôi chính là người được Kim Đại Thắng đích thân nhường chức. Để chủ tịch của công ty đối tác nói sẽ thuyết phục hơn. Vậy tôi nhận lại được gì? Rất đơn giản. Tôi sẽ giữ hợp tác với Tiền Thị trong vòng 5 năm tới. Thế nào? Xem ra đó là một thỏa thuận rất tốt. Tiền Tổng, không được đâu. Cậu ta là một tên điên. Trong kinh doanh thì ai cũng là bạn cả. Lâm Tổng, hợp tác vui vẻ. Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây. Lâm Tổng, hẹn gặp lại ở đại hội cổ đông. Tiền Tổng, cô thật sự muốn hợp tác với Lâm Văn sao? Cậu ta là người thâm độc xảo trá, không phải là người tốt đâu. Tất nhiên tôi biết cậu ta không phải là người tốt. Chỉ là bây giờ Kim Tổng vẫn chưa tỉnh lại, Quốc Trung thì lại bị mất trí nhớ. Chỉ cần tôi giữ chân Lâm Văn trước mới có thể kéo dài thời gian cho họ. Nhưng mà anh Kim có thực sự sẽ lấy lại được trí nhớ không? Dù sao đi nữa, tôi cũng phải giúp Quốc Trung nhớ lại. Tiền Tâm Nhi, sao cô lại quay về rồi? Tôi có việc muốn tìm anh. Chẳng lẽ cô đã quên những lời mình từng nói sao? Sau này cô đừng đến nữa, Kim Quốc Trung. Thật sự là tôi có việc quan trọng muốn tìm anh. Đi với tôi một ngày đi. Kim Quốc Trung, anh nói hôm nay ở nhà xem phim với em mà. Phải đấy, tôi không rảnh, cô đi đi. Sau này đừng đến đây nữa. Chuyện này thực sự rất quan trọng. Hôm nay anh phải đi với tôi.
Kim Quốc Trung. Anh nhớ ra rồi sao? Không. Không có. Thúy Vân, em không sao chứ? Kim Quốc Trung, anh nhất định đã nhớ lại rồi. Ánh mắt của anh không thể nói dối được. Các vị cổ đông đều đến hết rồi phải không? Kim Tổng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tập đoàn Kim Thị, tôi đây cũng vô cùng đau lòng. Nhưng tập đoàn Kim Thị không thể không có người dẫn dắt. Vì vậy trước khi Kim Tổng hôn mê, ông ấy đã để lại tất cả cổ phần của mình, chuyển nhượng hết cho tôi. Thư ký Lâm, Kim Tổng bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Cậu vội vàng triệu tập hội đồng quản trị như vậy là có ý định gì vậy? Phải đấy, ai mà không biết Kim Tổng còn một người con trai. Cho dù tiểu Kim Tổng không thường xuyên xuất hiện, cũng không đến lượt cậu lên làm chủ tịch đâu. Đúng, đúng đấy. Thư ký Lâm này bình thường không được lòng Kim Tổng lắm. Kim Tổng làm sao có thể giao cổ phần cho hắn? Đúng đấy, tôi thấy hợp đồng thỏa thuận đó chắc chắn là giả. Các vị, vốn dĩ đây là chuyện riêng của Kim gia, tôi không nên lấy nó ra để nói. Nhưng mà tôi thấy các vị không tin tưởng tôi lắm, cho nên tôi chỉ có thể lấy ra thứ này. Đây là giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống của tôi và Kim Tổng. Mọi người có thể xem qua một chút. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Kim Tổng trước giờ chưa từng nhắc đến người con trai thứ hai. Mọi người chắc không biết, năm đó Kim Tổng và mẹ tôi, hai người rất yêu nhau. Bởi vì mối quan hệ liên hôn của gia tộc, họ buộc phải chia xa. Không lâu sau đó, mẹ tôi đã sinh tôi ra. Vì vậy trước khi Kim Tổng hôn mê, ông ấy đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn Kim Thị cho tôi. Nói cả nửa ngày thì cũng chỉ là con riêng mà cũng đòi quyền thừa kế tài sản. Đúng là mất mặt. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Không phải là các vị muốn thấy nhân chứng sao? Tôi có nhân chứng. Cậu nói cậu có nhân chứng. Nhân chứng đâu? Tôi chính là nhân chứng. Nếu nhân chứng là Tiền Tổng, vậy có lẽ đó là sự thật rồi. Đúng vậy, Tiền Tổng và Kim Tổng đã hợp tác rất nhiều lần. Tìm cô ấy làm chứng, rất có sức thuyết phục. Nếu như mọi người đều đã tin rồi, vậy sẽ do tôi. Đợi một chút. Tôi chỉ nói là tôi đến làm nhân chứng, chứ không nói tôi muốn làm chứng cái gì. Chị có ý gì? Tôi đã gửi cho mọi người một đoạn ghi âm. Kim Tổng, làm sao có thể? Tai nạn xe hơi của Kim Tổng là cậu làm sao? Công an cũng nói rồi, là Kim Đại Thắng tự lái xe khi say rượu. Chị nói là tôi, có chứng cứ không? Cậu nói nhảm. Kim Tổng trước giờ không uống rượu, làm sao có thể uống rượu mà lái xe? Cậu đã làm gì thế? Tôi không làm gì hết, chỉ là cho thêm một chút rượu vào trong ly trà của ông ta mà thôi. Thư ký Lâm, thì ra tất cả chuyện này đều do cậu làm. Tôi sẽ không tham gia cuộc họp này nữa. Tôi cũng không tham gia nữa. Chị vậy mà dám ghi âm sao? Lần trước khi đến Kim gia tôi đã nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu có ý định làm phản. Chắc là muốn lợi dụng tiền Vivi khiến tôi xảy ra sự cố để phá hoại Kim Quốc Trung, đúng không? Thì ra chị đã biết hết. Thảo nào chị đến Kim gia là muốn lừa tôi, đúng không? Đúng vậy. Nếu không thì làm sao cậu có thể lơ là cảnh giác? Kim Quốc Trung đã mất trí nhớ rồi. Bây giờ anh ấy không yêu chị, dù chỉ một chút. Đàn ông trên thế giới này đều là loại có mới nới cũ. Chỉ có tôi là không thay lòng đổi dạ thôi. Ai nói cậu là tôi mất trí nhớ? Tôi có đoạn phim lúc cậu đánh tôi bất tỉnh, tôi đã giao cho bên công an rồi. Tôi tin rằng không lâu nữa công an sẽ đến đây. Anh không bị mất trí nhớ sao? Nếu tôi không giả vờ mất trí nhớ, thì làm sao cậu có thể ra tay nhanh như vậy? Tâm Nhi, anh không có mất trí nhớ, em biết. Em đã nhìn ra rồi. Dọa em sợ đấy. Em tưởng anh thật sự không nhớ ra em. Sao có thể vậy chứ? Chuyện anh không mất trí nhớ, tuyệt đối không thể để người khác biết. Em biết rồi, phải đợi đến lúc mở cuộc họp cổ đông. Kim Quốc Trung, thì ra tất cả đều là kế hoạch của anh. Anh muốn tôi phải ra tay trước. Cậu ở Kim gia ẩn nấp nhiều năm như vậy, nếu tôi không nghĩ ra cách, làm sao cậu có thể ra tay nhanh được chứ? Thì ra tôi từng bước ra tay. Đến cuối cùng,
vẫn là thua rồi. Không, phim được tôi không có thua và lồng tiếng tại Kim Đại Thắng. Ông ấy phải thay tôi chuộc lỗi. Chỉ cần ông ta sống không được yên thân thì vẫn là tôi thắng. Cậu thua rồi. Thật đáng tiếc, tôi đã uống trà cả đời rồi. Làm sao có thể không nếm được mùi vị của rượu chứ? Không thể nào. Sao ông vẫn tỉnh táo vậy? Sao ông không bị gì hết vậy? Cậu cho rằng cậu thật sự là con riêng của tôi sao? Ông đang nói gì vậy? Năm đó, anh trai của tôi cũng là bác cả của Quốc Trung, và mẹ cậu đã yêu nhau rồi ngủ với nhau. Nhưng anh ấy đã có gia đình, chỉ đành để tôi đi xử lý mớ hỗn độn của anh ấy. Mẹ cậu cứ vậy mà hiểu lầm, tưởng rằng tôi và bà ấy. Đây thật sự là một hiểu lầm lớn. Không thể nào. Tôi không tin. Lâm Văn, ác giả ác báo. Trước khi đến đây tôi đã báo công an. Cậu cứ từ từ mà hối lỗi đi. Dám báo công an sao? Lâm Văn, cậu làm gì vậy? Thả cô ấy ra. Lâm Văn, cậu đừng manh động. Chỉ cần cậu bỏ Tâm Nhi ra, tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện gì. Tôi tin. Nếu không phải tại ông, bây giờ tôi cũng không ra nông nỗi này. Tôi không tin trên thế giới này có người không sợ mất mạng. Cậu đừng làm loạn nữa. Được. Vậy anh quỳ xuống, cầu xin tôi đi. Kim Quốc Trung, không được. Dưới đầu gối của đàn ông có ngàn vàng, không được quỳ. Lâm Văn, còn nhớ tôi không? Là anh.